Xin được mến chào các cô bác anh chị. Liên Tâm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể các cô bác anh chị trong thời gian qua đã dành thời gian xem những cái video của Tâm, và đó là cái động lực giúp Tâm ra những cái video tiếp theo. Và hôm nay Tâm sẽ chia sẻ một cái chủ đề, đó là thực hư về cà phê hữu cơ. Cà phê hữu cơ là gì? Chúng ta nên hiểu nôm na là cà phê từ lúc ra hoa đậu quả sẽ không sử dụng thuốc trừ sâu hay những cái phân bón tổng hợp, và cái giống hạt cà phê không được biến đổi gen. Cà phê hữu cơ được chăm bón một cách tự nhiên, sử dụng phân vi sinh, phân của động vật. Cà phê được đem ra tới cái buôn làng này thì đó là một cái câu chuyện nói về công sức của rất là nhiều người, từ là đời của ông bà cố. Họ là những cái người đầu tiên làm việc trong cái thời Pháp, và sau đấy họ là những người đem những cái hạt giống về cho buôn làng. Tôi tên là Roland, là người dân tộc Cờ Ho. Tôi là một người rất là thích cà phê, trải nghiệm cà phê ngay từ nhỏ rồi. Thì là một điều may mắn được sinh ra tại vùng nguyên liệu sẵn có, và mới bắt đầu khởi nghiệp bằng việc sản xuất cà phê có chất lượng, thay thế cho cà phê bình thường mà mọi người đang uống ở tại làng của mình. Làm việc so với những cái vùng khác thì mình nghĩ là ở đây là một cái vùng đất mà được ưu ái nhất về khí hậu lẫn thổ nhưỡng. Rất là nhiều cách để gọi là cà phê sạch, nhưng mà ở đây thì sản xuất cà phê từ cái việc tuyển chọn nguồn nguyên liệu đến cái khâu trồng trọt, sơ chế thì đều tuân theo cái yêu cầu riêng và không sử dụng hóa chất. Mình cũng mong muốn cho tất cả mọi người trên thế giới biết được là ở đây mình cũng đang cố gắng để sản xuất ra một cái sản phẩm có cái thương hiệu riêng của người Việt và sản phẩm có chất lượng cao. Anh thấy phần trang của đấy à? Ta chuyển xuống năm một. So this is washing, because after you pick it, the coffee also has a lot of like acid. Thank you.
mình rất là tâm huyết trong cái việc là sản xuất cà phê theo cái chất lượng, để làm sao mà mình đưa cái sản phẩm của mình đến cho những bạn đang uống cà phê và sẽ uống cà phê hiểu được cái câu chuyện của người làm cà phê ở phía sau đấy là như thế nào. Thì đó là cái cốt lõi của cái việc gọi là sản xuất cà phê. Khi chúng ta sử dụng cái cà phê sạch đã bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa được một cái số bệnh rồi. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng cái cà phê hữu cơ thì còn tốt hơn rất nhiều nữa. Cà phê hữu cơ ngoài việc chăm sóc một cách tự nhiên và không sử dụng những cái phân bón hóa học thì sau khi những hạt cà phê đã làm xong phải được lấy mẫu đem ra phân tích xem trong thành phần cà phê có những chất gây nguy hiểm cho cơ thể hay không. Bởi vì cà phê hữu cơ ngoài việc uống để đảm bảo sức khỏe, người ta còn sử dụng để thải độc đại tràng. Cà phê khi đưa vào cơ thể phải là cà phê sạch và đủ tiêu chuẩn. 1 ký cà phê hữu cơ sẽ có giá gấp 5-6 lần cà phê thông thường. Và những năm gần đây đã xuất hiện những cái dòng cà phê với nhãn mác mang tên là hữu cơ, nhưng thực hư đó có thật sự là cà phê hữu cơ hay không thì chỉ có người trồng mới biết được. Vì vậy chúng ta nên là những cái nhà tiêu dùng thông thái, lựa chọn những cái dòng cà phê hữu cơ có nguồn gốc rõ ràng, có giấy kiểm định để đảm bảo cho sức khỏe, vừa tránh tiền vô ích. Tâm xin cảm ơn các anh chị đã dành những cái thời gian xem những cái video của Tâm. Và nếu các cô anh chị nào chưa đăng ký thì hãy nhớ đăng ký và ấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được những cái thông báo khi Tâm ra những cái video.